Chào các bạn, trên tay mình hiện tại là chiếc Realme 10 Pro Plus nha. Và đây là cái phiên bản full box mà không có siêu này. Các cửa hàng khác người ta gọi là hàng box siêu, full box, new box siêu rồi, hoặc là hàng new kích hoạt rồi, hoặc là nhiều bên nó đóng siêu lại bán mới bình thường nhé. Để các bạn nào muốn mua giá rẻ thì đây là cái phiên bản được về rất là nhiều, phiên bản 12, phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Nhưng mà giá bên mình bán chỉ hơn 4 triệu một chút xíu thôi nha. Các bạn vào đây cho xem bên trong nó như nào nhé. Đây các bạn này, hiện tại bên mình đang có một cái phiên bản là nguyên siêu ở đây. Nguyên siêu này thì giá của nó phải tầm 5 triệu cơ. Nhưng mà các bạn mà cần mua giá rẻ hơn ấy, không cần thiết được nguyên siêu, các bạn có thể lựa chọn sản phẩm này nhé. Thì sản phẩm này nhiều bên người ta sẽ đóng lại siêu và người ta bán mới, nhưng bên mình thì như nào mình nói như thế nhá. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. Bên trong mình sẽ vẫn có đầy đủ phụ kiện bình thường. Đó, bên trong mình sẽ vẫn có đầy đủ phụ kiện bình thường nhá các bạn nhìn. Đấy, vẫn có đầy đủ phụ kiện bình thường này. Đấy, cái dây sạc thì mình đựng trong cái túi rồi, cho nên mà gói lại cẩn thận thì nó rất là đẹp như cái máy nguyên siêu kia thôi. Đó, còn máy thì của nó thì đây. Các bạn này, trong này vẫn có ốp lưng nhá. Đấy, không khác gì cái máy mới bình thường đâu. Đó, thế nhiều bên người ta đóng siêu là bình thường ấy. Nhưng bên mình thì không, như nào thì bán như thế, bán rẻ luôn cho anh em và các bạn. Đây, các bạn nhìn nha. Đấy nha. Đó, vẫn là một chiếc máy mới hoàn toàn bình thường này. Đó, hoàn toàn mới nha. Thực ra là nhìn cái chân sạc này chúng ta sẽ biết luôn là mới hay không, đúng không? Đó, gần như chưa cắm nhá. Rất là đẹp này. Đó, thì đây là một trong những cái sản phẩm Realme màn hình cong và rẻ nhất tại thời điểm hiện tại. Chiếc máy này phiên bản RAM 8GB, bộ trong 256, bởi vì 128 rất rẻ không nhiều ấy, mình chỉ lấy 256 thôi. Với mức giá chỉ có hơn 4 triệu một chút xíu thôi. Đó, thế là rất là rẻ cho một chiếc máy có cấu hình ngon như chiếc máy này nhá. Để mua sản phẩm này thì các bạn có thể comment số tại vào dưới video này, hoặc là các bạn có thể lên website bên mình là mnm.vn để chọn và mua. Trên đấy chúng ta có thể mua trả góp luôn. Bên mình chỉ có ship COD thôi, nhận hàng các bạn phải thanh toán nhá. Đó, và bảo hành cho các bạn 1-1 lên đến 60 ngày, và bảo hành phần cứng chiếc máy này cả nguồn màn hình các thứ lên đến 12 tháng. Còn để mua trực tiếp ấy thì các bạn có thể qua 170 Lê Trai, Hải Phòng nhá.